mời bạn mình tham gia sau liệu trình của mình, để em mời chị sinh viên dạ. Hiệu quả của mình như thế nào sau một liệu trình làm chỉnh da chị hạnh hết? Phải nói là cái hiệu quả thấy rõ rệt luôn. Mình nhìn thấy những cái góc ở dưới trong mắt và các cái đôi mắt này, các cái khóe cười này, nó đã giảm đi rất là nhiều. Trước đây thì lúc mà cười thì rõ ràng là nhìn thấy ba cái vết chân chim ở đây, rồi đây là rãnh mắt sâu, rãnh miệng rất là sâu, thì bây giờ đã giảm đi nhiều lắm rồi. Mình thấy rất là hài lòng với liệu trình này. Dạ, vui quá chị Hạnh nha. Mà thực ra đây chỉ là liệu trình từ 10-15% sau liệu trình mình thôi. Hiệu quả của mình còn tăng lên trong tháng thứ 2, tháng 13 và định điểm là 6 tháng đó chị nha. Dạ, em mời chị Hạnh mình có thể là xem cái hình của mình trước và sau khi mình thực hiện công nghệ. Wow, đó, trước khi thực hiện công nghệ rõ ràng là nhìn cái mặt mình, các cái trũng sâu thấy rõ luôn. Rồi, bây giờ để cho mọi người cùng nhìn mặt Hạnh trước và sau khi làm liệu trình nhé. Mọi người thấy sao? Thấy là Hạnh thay đổi rất là nhiều sau khi làm liệu trình đúng không? Và Hạnh chắc chắn sẽ giới thiệu bạn bè đến với BB Thanh Mai. Và mọi người ơi, mọi người hãy cùng đến BB Thanh Mai để cùng làm đẹp và cho chúng mình có thể trẻ hơn 10 tuổi sau một giấc ngủ trưa.